Hùng Đô Kiếu Ngạo. Hỏi trên thế gian, vợ là gì mà khiến nam tử khốn đốn? Về mặt triết học, vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta, là phạm trù chỉ sự sợ hãi của đàn ông. Về mặt kinh tế, vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ, gửi vào thì dễ, rút ra thì khó, mà không thể kiện cáo chị được. Về mặt tài sản, vợ là cái gì đó rất cũ mà không thể thanh lý được. Về mặt xã hội, vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta, nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại, thì lại không nhận. Về mặt khảo cổ học, vợ là một loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá. Về mặt vật lý, vợ là một loại vật chất tồn tại vĩnh cửu nhất. Về mặt công nghệ, vợ là một trạm radar thu phát sóng nhanh nhất. Về mặt võ thuật, vợ là một võ sư sưu tập được rất nhiều môn phái từ tiểu hổ trảo, sư tử hống, chất danh quyền, ngắt nhớ công. Về mặt toán học, vợ là một hàm bất biến và có giới hạn là vô cùng, không có tiệm cận. Rất nhiều nghiệm càng giải càng đau đầu ức chế. Về động vật học, vợ là một cá thể không thuần chủng do lai tạo giữa nai và sư tử.